Di Đà Phật Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tập 56 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tình Không Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian Nếu như không nói bộ kinh này Vì thì trái với bổn nguyện của Ngài Các kinh khác Có thể không giảng Bộ kinh này không thể không giảng Vì sao vậy? Các kinh khác pháp môn Kinh luận đó Mức độ ứng cơ không rộng phải có một số đối tượng đặc thù thí dụ như thiền tông đại sư huệ năng đã nói ở trong đàn kinh đối tượng của ngài là người thượng thượng căn hay nói cách khác người trung hạ nhất định không có phần chính là khi gặp được rồi y theo phương pháp này mà tu hành cũng không thể thành tựu căn cơ của họ thích ứng với phạm vi rất nhỏ hẹp không phải là pháp môn phổ độ hơn nữa thành tựu cũng không phải là cứu cánh viên mãn. Họ có thể giúp đỡ bạn, Hoặc là chân thật pháp không sai. Có thể giúp bạn minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Cao nhất cũng chẳng qua là Bồ Tát thập trụ thập hạnh dị chỉ cao đến như vậy họ không viên mãn không cứu cánh không phải là bổn hoài của phật độ chúng sanh tất cả chư phật độ chúng sanh luôn là hy vọng chúng sanh mau mau thành phật giống y như các ngài vậy đó là bổn hoài của phật bổ nguyện của phật không như người thế gian người thế gian thì thành tựu của tôi tôi cũng hy vọng bạn thành tựu thành tựu của bạn phải kém hơn tôi một chút không thể nào vượt qua tôi đó là phàm phu muốn giúp đỡ người luôn là không thể nào giúp cho người vượt qua hơn chính mình tâm luân hồi Chư Phật Như Lai thì không phải như vậy. Không những hy vọng bạn có thành tựu, chân thật hy vọng bạn vượt qua các ngài. Vì sao vậy? Bạn vượt qua các ngài thì các ngài tự tại. Tôi cũng là mong muốn học trò của chúng ta mau mau thành tựu đều có thể vượt qua tôi. Vì thì tôi nghĩ hưu được rồi. Ngày ngày du sơn hoạn thủy bằng nói xem tự tại dường nào Thật an vui Tôi hy vọng mọi người vượt qua tôi Đã nghĩ đến mười mấy năm rồi Tôi biết được Có người vượt qua hơn tôi Tôi liền được tự tại tôi liền hưởng phước. Cho nên chư Phật Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sanh đều làm Phật. Hơn nữa là bình đẳng làm Phật. Chỗ này thật là trác tuyệt. Bình đẳng làm Phật chỉ có pháp môn này. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn tám dạng bốn ngàn pháp môn chỉ có môn này là bình đẳng thành Phật Chủ này các vị nhất định phải ghi nhớ Cụ Đức nói Có thể khiến cho người ngủ thừa vào báo độ Đó là tán tháng cực độ Đối với pháp môn này hơn nữa tán tháng không chút nào khoa trương tán tháng rất hay ngũ thừa là nhân thừa thiên thừa thanh văn duyên giác bồ tát nói rõ trình độ của chúng sanh khác biệt nhau rất lớn Pháp môn này Có thể dạy những người này Bình đẳng khế nhập Cõi thật báo trang nghiêm Hiển thị rõ pháp môn Không thể nghĩ bàn Thế Tôn ở trên kinh này nói A-di-đà Phật ở trên kinh này cũng nói Chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không luận bạn là chúng sanh ở tầng lớp nào Đều hiểu rõ thế giới Tây Phương cực lạc Đều là A Duy Diệt Chí Bồ Tát A Duy Diệt Chí Đại Đức Xưa chú dạy cho chúng ta được rất rõ ràng là thất địa trở lên. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Pháp môn này mới là lợi ích chân thật. Sinh đến Tây Phương liền bằng giới Bồ Tát thất địa. Bồ Tát thất địa thật khó được chúng ta chân thật là vô lượng kiếp tu hành đời đời kiếp kiếp tu tập chuyên cần mới có thể chứng được vị sơ trụ từ sơ trụ đến thất địa phải đủ hai cái a tăng kỳ kiếp bạn thấy thông thường những người tu các pháp môn khác thật khó cỡ nào khổ cực cỡ nào phải dùng thời gian không cách gì tính đếm được mới có thể tu đến thất địa trong điệp vật đường này của chúng ta người căng tánh lanh lợi Niệm mấy ngày thì liền thành tựu Người căn tánh có chậm lục Niệm ba năm, năm năm Cũng quyết định thành tựu Bạn thấy Thời gian ba đến năm năm Thì vượt qua Pháp thân đại sĩ Hay A Tăng kỳ kiếp Những thứ khác thì không cần phải nói Trong mười Pháp giới Phật Bồ Tát Thanh Giang Chuyên Giác không nói đến pháp thân đại sĩ trong hội hoa nghiêm chúng ta siêu diệt họ hai kiếp hay a tăng kỳ kiếp đây mới gọi là chân thật chi lợi phật dùng phương pháp gì vậy phương pháp quá huyền diệu hồng danh sáu chữ Chỉ bảo bạn phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Thì được rồi Một lòng chuyên niệm Thì đồng tu có Phát tâm Bồ Đề Thì đồng tu không nhiều Thế nhưng các vị phải nên ghi nhớ Cần phải phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm mới có thể thành công nếu như bạn một lòng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề thì ngay trong một đời này không thể thành tựu chỉ là kết thiện duyên với phật a di đà mà thôi ngay đời này không thể thành tựu nếu như phát tâm bồ đề Niệm Phật niệm được ít cũng có thể giảng sanh Đây là Đúng như Đại sư ngẫu Ích Ở trong Kinh a di đà Yếu Giải Nói với chúng ta Người niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Quyết định ở có tính nguyện hay không? Tính nguyện là tâm Bồ Đề sinh đến thế giới Tây phương cực lạc phẩm vị cao thấp quyết định ở công phu niệm Phật sâu cạn công phu niệm Phật của bà cạn phẩm vị giảng sanh thấp công phu niệm Phật sâu phẩm vị giảng sanh cao đại sư Ngẫu Ích nói rất hay lời của Đại sư Ngài đã nói Chính là ý của Phật a Di đà Chúng ta làm sao biết được là ý của Phật a Di đà Ấn Tổ nói với chúng ta Ấn Tổ nói Kinh a Di đà mà Đại sư ngẫu ích chú giải Đích thực là bộ ý của phật a di đà cho nên tâm bồ đề phải phát tâm bồ đề làm thế nào để phát trước tiên phải biết cái gì gọi là tâm bồ đề đại sư ngậu ích đã nói trong yếu giải rất hay chúng ta nghe rồi dễ hiểu Đại sư Ngài nói Một lòng chuyên chú Cầu sanh tịnh độ Cái tâm này Chính là tâm vô thượng Bồ Đề Lời nói này dễ hiểu Hay nói cách khác Chúng ta chỉ một lòng một dạ Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ cầu thấy Phật A-di-đà Tất cả thứ khác thầy đều buông bỏ Quyết định không còn để ở trong lòng nữa Con người này đầy đủ viên mãn tâm bồ đề Nếu như đối với thế gian này Còn có những việc dướng mắt bận lòng Tâm bồ đề của bạn chưa phát bạn chưa triệt để buông bỏ đối với thế gian này. Cho nên người phát tâm Bồ Đề, thế xuất thế gian Pháp thì đều buông bỏ. Tâm địa thanh tịnh một trần không nhiễm. Sau đó một lòng chuyên niệm, trong lòng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. như vậy mà niệm phật liền quyết định giảng sanh đó là lợi ích chân thật cụ thể áp dụng ở tất cả chúng sanh chỉ có phương pháp này mới chân thật mãn hoàn nguyện của tất cả chư phật cứu độ chúng sanh bổn hoài phổ đồ chúng sanh chúng ta học phật chân thật phát nguyện làm đệ tử như lai chúng ta phải học phật hướng phật học tập học cái gì chỉ học ba câu này Ba câu này quy nạp lại chính là bốn chữ này hoằng pháp lợi sanh. Quan xiển đạo giáo là hoằng pháp. Dục chứng quần minh huệ vị chân thật chi lợi là lợi sanh. Quyết định không vì chính mình. Chính mình tất nhiên được lợi ích lớn cái lợi ích lớn này cũng chính là ở chỗ này nói lợi ích chân thật có thể lợi ích tất cả chúng sanh mới là chân thật lợi ích chính mình mũi niệm vì quan đại phật pháp Chúng ta biết được Chỉ có Phật Pháp Có thể cứu độ tất cả Chúng sanh Mười Pháp giới Đây là nói rõ Chúng ta phải làm thế nào quan đại Phật Pháp Tại vì sao phải hoàng dương Phật Pháp Chỉ có Phật Pháp Mới có thể độ chính mình Mới có thể độ chúng sanh Chúng ta phát tâm xuất gia xuất gia là vì cái gì chính là vì cái sự việc này nhất định phải làm tốt cái sự việc này làm thế nào mới có thể làm được tốt nhất định phải y giáo phụ hành nói cụ thể một chút năng tính năng giải năng nguyện năng hành bằng liền có thể làm được rất tốt trên kinh phật dạy chúng ta làm chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực làm dạy chúng ta không nên làm chúng ta nhất định phải nên nghe lời không những thân không thể làm ngay đến ý niệm cũng không thể có Vậy mới gọi là học Phật Học Phật chính là học tập với Phật Tiếp theo chúng ta xem đoạn phía sau này Nang trực, nan kiến Như ưu đàm qua Hy hữu xuất hiện Nhữ kim sợ dấn Đa sợ nhiều ích. Mà câu phía trước là Phật nói lời thành thật, nang trực. Trực là gặp được. Phật không thường hay xuất hiện ở thế gian. Chúng ta từ trong Di Lạc Hạ Sanh Kinh Có thể xem thấy Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Sức ảnh hưởng của Ngài Vẫn là tương đối lớn Cái sức ảnh hưởng này Trong Phật Pháp gọi là Pháp dẫn trên Kinh Phật đó là 12.000 năm Thế tôn năm xưa ở đời giảng Kinh nói Pháp 49 năm Sức ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến 12.000 năm sau Căn cứ theo ghi chép của người Trung Quốc Thích Cảm Ni Phật diệt độ đến ngày đây là 3.020 mấy năm Pháp dẫn của Ngài Chính là sức ảnh hưởng của Ngài Phải còn đến 9.000 năm nữa Sau 9.000 năm Thế gian này không còn Phật Pháp Mãi đến Bồ Tát Di Lặc Hạ sanh đến nhân gian Thị hiện thành Phật Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Đến để biểu diễn một lần Thời gian Ngay trong khoảng trống đó Quá dài Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Cũng sắp gần 57 ức dạng năm Bạn thấy gần 57 ức dạng năm Thế gian này không có Phật Pháp Pháp dẫn của Phật là 12.000 năm so với 56 ức vạn năm không thể nào so sánh. Chúng ta đến dân gian, thế gian này để đầu thai, làm thế nào khi vừa đầu thai đến thì gặp được Phật pháp? Làm gì có việc trùng hợp đến như vậy? Cho nên nói khó gặp, khó thấy, thật khó. Chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi, đời đời kiếp kiếp xả thân thọ thân, không thể nói mỗi lần được thân người đều nghe được phật pháp làm gì có được cơ hội tốt đến như vậy nếu như có được cơ hội tốt như vậy thì bạn sớm đã thành phật thì bạn sẽ không còn làm phàm phu nữa cơ hội này rất khó mà gặp được cho nên phật thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe chính là cơ hội này quá ít do đó nếu như khi vừa gặp được rồi thì nhất định phải trân quý cái cơ hội này quá hy hữu ngay đời này chúng ta đã gặp được rồi thật không dễ dàng gì ngay đời này chúng ta được thân người lại được nghe phật pháp không chỉ nghe phật pháp hơn nữa nghe phật pháp chân chính được lợi ích chân thật kinh vô lượng thọ pháp môn tình độ nếu như bạn đối với sự việc này nhận biết không được sâu không đủ thấu triệt thì bạn làm sao biết được trân trọng cái cơ hội này chỉ có chân thật thấu triệt chân thật hiểu rõ cơ hội không để lỡ qua biết được đây là cơ hội khi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay làm sao có thể để nó lỡ qua chứ chúng ta giảng kinh nói pháp ở nơi đây Nhất định Sẽ không để lỡ một lần nào Khi tôi học Phật Hiểu rõ được Tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm Mỗi một lần ông lên lớp Mỗi một lần giảng kinh tôi chưa từng để lỡ qua lần nào Thỉnh thoảng Bên ngoài Mời ông đi giảng kinh Chúng tôi cũng cùng đi theo Chúng tôi phát tâm làm tùy tùng Làm chúng thường tùy của lão sư lý Đại khái chúng ta có gần hai ba chục người Hai ba chục người này Không vắng mặt bụi giảng nào đó là chúng tôi sâu sắc hiểu rõ cơ hội này hi hữu khó gặp. Trừ khi bị bệnh thì không có cách nào. Bất cứ nhân duyên nào cũng đều không thể trở ngại. Khó gặp, khó nghe hai câu phía sau là nêu thí dụ như hoa ưu đàm hy hữu khó xuất hiện chủ này nói hoa ưu đàm cùng hoa ưu đàm mà thông thường chúng ta nói đại khái phẩm loại không như nhau thời gian nở rất ngắn loại hoa đàm này thế gian chúng ta khi nở vào nửa đêm Thời gian không lâu Hai ba giờ đồng hồ Thì úa tạc Cho nên muốn xem hoa ưu đàm Nhất định phải vào nửa đêm Bạn mới có thể xem thấy được Đây đều là hình dung Rất khó thấy được Hy hữu xuất hiện Cho nên phải đầy đủ rất nhiều điều kiện thiện căn phước đức của chúng sanh phải chín mùi như lai cùng những chúng sanh này duyên phận chín mùi hay không quyết không phải là sự việc đơn giản trước khi phật nói với họ cái chân tướng sự thật này trước tiên nói ra những lời này cho chúng ta nghe nhắc nhở chúng ta lưu ý pháp môn này pháp môn thực tế như a đã nói rất hy hữu rất khó được hai câu phía sau là tán tháng a nan đã hỏi Những kim sợ dấn đa sợ nhiều ít khi ông vừa hỏi mang đến vô lượng vô biên lợi ích phong phú cho tất cả chúng sanh Sự việc này thực tế ra mà nói Thế Tôn quan sát nhân duyên đã chín mùi A Nan cũng không phải là người thông thường Đều là Pháp thân đại sĩ Thừa nguyện tái sanh Giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa chúng sanh Làm gì là người thông thường Cũng giống như diễn kịch trên sân khấu Thích Ca Mâu Ni Phật diễn ở giai chánh tôn giả a nan diễn giai phụ các ngài đều là đang biểu diễn ở trên sân khấu mục đích giúp tất cả chúng sanh giác ngộ phật đã nói đa sở nhiêu ích là chính xác lợi ích vô lượng vô biên mời xem kinh văn phía sau a à nan đương tri như lai chánh giác kỳ trí năng lượng vô hữu chướng ngại năng ư niềm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp thân cập chư canh vô hữu tăng giảm trước tiên chúng ta hãy xem đoạn này thích ca mâu ni phật vì chúng ta chế định giới luật quyết định cấm kỵ chúng ta tự khen mình chê người Phật dạy chúng ta Chính mình phải khiêm nhường Phải khiêm tốn Tại vì sao ở chỗ này Thích ca mâu ni Phật chính mình Tán thán chính mình Đó là Từ bi đến tột đỉnh Thực tế ra là Bất đắc dĩ Lo cho bạn không tin tưởng Không có người nào có thể tán thán Phật Vì phải làm sao Phật định phải chính mình Tán thán chính mình vài câu Hy vọng bạn hiểu rõ Mà sanh khởi tính tâm kiên định Đối với Phật Chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật nếu như tính tâm đối với Phật không đủ Đại Pháp có tốt hơn Quyết định cũng sẽ lỡ qua ngay trước mặt Đó mới là việc thật đáng tiếc Cho nên gọi A Nan, Ông phải nên biết A Nan là thị giả của Phật Bình thường Phật giảng kinh Ông không hề bỏ sót Một buổi giảng nào Nghe kinh nghe được rất nhiều A Nan cũng có trí tuệ tương đối Ngay trong 10 đệ tử Ông là đa văn đệ nhất Cho nên Nói với ông Ông phải nên biết Như Lai Chánh giác kỳ trí năng lượng kỳ thực cách nói này của thế tôn tuy là chính mình tán thán chính mình vẫn còn mang mấy phần kim tốn không hề nói bảo chúng ta nên biết chỉ gọi an an người khác không hề biết an nan ông phải nên biết câu như lai chánh giác này thích ca bồ ni phật cũng không hề riêng một bình ngày nói như lai như lai bao gồm mười phương tất cả chư phật chủ này không chỉ riêng một người bạn xem chủ này chính mình tán tháng có kỹ thuật cao minh đến như vậy tất cả chư Phật như lai chánh giác. Như là chân như. Thành đạo chân như mà đến thị hiện làm Phật nên gọi là như lai. Ở chủ này chúng ta cũng có thể nói nương vào đại đạo nhất như của a di đà phật mà đến thị hiện thành phật nên gọi là như lai như lai này là ứng thân của như lai đến một phẩm sau có mười hiệu của phật sẽ giảng giải tỉ mỉ với các vị như lai có pháp thân có báo thân có ứng hóa thân chủ này là nói ứng thân chánh giác chính là vô thượng chánh đẳng, chánh giác chỗ này ở trên văn tự đã tịch lược bớt thì hiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng giống như thích ca mâu ni phật năm xưa ở đời thì hiện cho chúng sanh vậy kỳ trí năng lượng trí tuệ của phật du lượng du biên không có chướng ngại trong bổn kinh Chúng ta từ phía trước một đoạn kinh văn lớn có thể xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vào lúc đó trụ Niệm Phật Tam Muội Niệm Phật Tam Muội là Tam Muội Trung Dương Tam Muội cũng dịch là Thiền Định Sức định của niệm phật là bao gồm tất cả ngay trong thiền định đều không thể so sánh được như nó trong đại tập kinh phật cũng đã nói vì mọi người chúng ta nói rõ niệm phật chính là thâm diệu thiền không phải là thiền thông thường cao minh hơn rất nhiều so với thiền thông thường vì sao vậy thiền định thông thường có ra có vào khi vào định cảnh giới thiền định hiện tiền khi xuất định rồi định cảnh này mất hết người niệm phật Chỉ riêng một câu Phật hiệu Buông bỏ dạng duyên Đi đứng nằm ngồi Đều đang ở trong định Cho nên gọi đó là thâm diệu thiền Vì thì chúng ta biết được thiền định Thì sanh trí tuệ tam vô lậu học thường nói nhân giới được định nhân định khai trí tuệ thiền định có thể khai mở trí tuệ thiền định cực diệu sanh khởi ra chính là diệu huệ cho nên kỳ trí năng lượng dược hơn trí tuệ thông thường của Bồ Tát, không phải định huệ của tất cả Bồ Tát có thể so sánh được với nó, không phải trí tuệ của tất cả Bồ Tát có thể xứng lượng. Đó gọi là năng lượng Cái xứng lượng này chính là nói Không ra được Không thể nghĩ bạc Xưng là xưng nói Lượng là cân nhắc Thông thường Bồ Tát không làm được Chủ này cũng là trên kinh thường nói Duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh Ngay đến Bồ Tát đẳng giác cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ được nó câu sau cùng chính là nói tác dụng họ khởi tác dụng không có chướng ngại thông đạt tất cả pháp chúng ta ở cái đoạn tựa đề trên tổng tiêu đề là pháp báo đức dụng pháp thân báo thân của phật tác dụng của các ngài cái đoạn nhỏ này là giác trí năng lượng bao gồm trong đây nói bát nhã đức đoạn phía sau là nói đức dụng viên dung Trên văn kinh nói Năng ư niềm khoảnh trụ Du lượng ức kiếp Đó là nêu ra một thí dụ Niềm khoảnh là thời gian rất gắn Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói Tri du lượng kiếp Thì nhất niệm tri nhất niệm tức vô lượng kiếp cổ đức nói với chúng ta cảnh giới này là sự sự vô ngại diễn biến đồng thời đó là đột phá được hiện tượng thời gian Chủ này nói với chúng ta là Nói ra chân tướng Nói ra là chân tướng sự thật Nếu như chúng ta Đột phá được hiện tượng thời gian Đột phá được hiện tượng không gian Chính là vô lượng thọ Mà Thế Giới Tây Phương Cực Lạc đã nói Không chỉ tuổi thọ vô lượng Không có thứ nào không là vô lượng Mỗi thứ đều là vô lượng Trí tuệ vô lượng Đức năng vô lượng Thần thông vô lượng Biến hóa vô lượng Thị hiện vô lượng Nói pháp vô lượng hiện tại mọi người đều ưa thích vàng bạc tiền của vàng bạc của cải cũng vô lượng không có thứ nào không là vô lượng nếu bạn hiểu rõ được sự thật này nếu bạn muốn có được tất cả vô lượng chính ở ngay trong pháp môn này mà học hơn nữa ở ngay trong đời sống của chúng ta quyết định có thể đạt được pháp môn khác thì chưa chắc cái bạn được là có hạn trong pháp môn này bạn có được là vô lượng viên mãn mỗi câu đều là chân thật Cho nên họ có thể ở trong khoảng một niệm thời gian ngắn đến như vậy. Trụ vô lượng ức kiếp. Thời gian ngắn có thể kéo dài đó ra. Một sát đa khoảng một niệm có thể đem nó biến thành vô lượng kiếp. Đương nhiên cũng có thể đem vô lượng kiếp Đêm đó biến thành một niệm Biến thành một sát na Sự sự vô ngại Chủ này hiện tại khoa học gọi là Siêu diệt thời không Con người có thể siêu diệt thời không Thì liền có thể tùy ý Quay về quá khứ Tùy ý Bước vào tương lai Quá khứ, hiện tại, tương lai Đều không có đó là siêu diệt thời gian đồng thời cũng siêu diệt không gian chúng ta liền ở ngay hiện tiền nếu muốn nghe phật a di đà giảng kinh nói pháp hiện trường của thế giới cực lạc phật a di đà đang giảng kinh nói pháp chính ngay ở trước mặt ta cự ly rất gần, siêu diệt không gian. Gọi là thập dạng ức cõi Phật, bất cách hào đoạn. Làm thế nào mới có thể siêu diệt, lìa tất cả dòng tượng phân biệt chấp trước, thì siêu diệt ngày hôm nay chúng ta không cách nào siêu diệt bị trùng trùng chướng ngại của không gian thời gian không tự do không tự tại nguyên nhân chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước cái thứ này không thể không buông bỏ tường tận biết rõ Thì phải mau buông bỏ cho sớm Mau mau buông bỏ Quả nhiên buông bỏ Thì bạn niệm Phật sẽ hoàn toàn khác Và lúc đó Niệm Phật thì sẽ một niệm Tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Bạn mỗi một danh Phật hiệu tư ngưng giới tâm tánh của chính mình, tư ngưng giới Phật A Di Đà, tư ngưng giới mười phương Như Lai. Cho đi có thể biết vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta chưa buông bỏ cảnh giới này liền không thể hiện tiền. sự việc này thực tế là đáng được chúng ta tỉ mỉ mà suy xét chúng ta có hy vọng hiện tại được lợi ích chân thật hay không được lợi ích chân thật bạn phải chính mình giúp đỡ chính mình phật đích thực là từ bi đem những phương pháp lý luận cảnh giới này nói với chúng ta có thể được lợi ích chân thật hay không Phải xem chính mình có chịu tiếp nhận hay không Chính mình không chịu tiếp nhận Phật cũng không có cách nào Do đây có thể biết Chính mình chịu tiếp nhận Hoan hỷ tiếp nhận Chính là Phật độ người có duyên Chính mình nghe rồi Vẫn không chịu buông bỏ Vẫn còn hoài nghi Vẫn do dự Vẫn tham luyến thế gian này Thế gian dạng sự dạng vật Chỉ cần tham luyến một việc Thì không được Việc này liền tạo thành chướng ngại to lớn Chướng ngại bạn Kiến tánh chướng ngại bạn tương ưng tuy là bạn niệm phật mà không tương ưng nếu như chịu buông bỏ tất cả thân tâm thế giới tâm của bạn chính là tâm thanh tịnh tâm của bạn chính là tâm bình đẳng tâm của bạn chính là thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là A-di-đà Phật Bằng niệm Phật Bằng niệm ra được Tự tánh Di-đà rồi Vào lúc này Đương nhiên tương ưng với Thế giới tây phương cực lạc của Phật A-di-đà đó mới gọi là một niệm tương ưng một niệm phật câu nói này mọi người nghe nhiều rồi nghe đã quen tay thế nhưng có nghĩ qua không ta có lúc nào tương ưng ta có mấy phần tương ưng có thể có được cái ý niệm này khởi lên tốt bạn bắt đầu giác ngộ rồi bạn đã chú ý đến việc này đây là việc tốt tiếp theo thế nào vậy cái giác ngộ này không thể gián đoạn phải nên càng nỗ lực càng cố gắng Hướng về phía trước mà đột phá Cảnh giới của bạn càng ngày càng cao Càng ngày càng tốt Cảnh giới càng ngày càng tốt Bạn càng ngày càng có tính tâm Càng ngày nguyện lực của bạn càng mạnh Chân thật vào như trên kinh đã nói Giọng mạnh tinh tấn Quyết định không thoái chuyển Chỗ này đều là Tin được sâu Giải được thấu triệt Cho nên giảng kinh nói Pháp Chính là vì mọi người Giải thích giảng giải hy vọng mọi người hiểu rõ thấu triệt đối với những chân tướng sự thật này sau đó ở trong hành môn không có trở ngại bạn sẽ học được rất đúng pháp ở ngay trong đời sống của bạn ngay trong công việc của bạn đối nhân sự thế tiếp vật mọi thứ đều tự tại mọi thứ đều như pháp Hai câu phía sau lại nêu lên một thí dụ Thân cập chư căn vô hữu tăng giảm Thân là thân thể Căn là sáu căn Căng thân Không tăng, không giảm Các vị thường nghĩ xem Đó là gì vậy? Đó là Vô lượng thọ chúng ta đã đọc qua trong kinh này người thế giới tây phương cực lạc quyết định không có già dạ yếu chúng ta có già dạ yếu già dạ yếu chính là có tăng có giảm tăng giảm hai chữ này ý nghĩa chính là biến hóa căn thân chúng ta có biến hóa mỗi năm không như nhau năm sau già yếu hơn năm trước và đi rất nhanh tưởng tượng xem chính chúng ta Xem thấy các bạn trẻ thanh niên hiện tại Ngày trước tôi cũng y như họ vậy Cũng rất trẻ trung, rất hoạt bát Dường như chính là sự việc của ngày hôm qua Bỗng chốc thì già rồi Ngay trong bạn bè Ngay trong bạn học hiện tại vừa gặp lại thì tóc đã bạc trắng chúng ta cạo đầu thì không thấy vừa nhìn thấy những bạn bè cũ đó tuổi tác cũng gần như nhau bạn học cùng lớp tuổi tác gần bằng nhau nhìn mỗi người đầu tóc đều bạc thì mới biết được đã già rồi nghĩ lại chỉ là Việc của ngày trước, ngày hôm qua Thay đổi quá lớn Con người ở thế gian này Đích thực là Say sống mộng chết Mơ mơ hồ hồ mà trải qua ngày tháng Thời gian qua được danh như vậy Cơ hội này nếu không nắm lấy Thì phải làm sao Nắm lấy phải mau nắm lấy nếu bạn không mau nắm lấy qua vài ngày thì bạn già rồi thể lực tất cả đều suy giảm bạn muốn làm cũng không làm được bạn không có thể lực đó là nói tu hành làm việc tốt cũng là nắm lấy cơ hội cơ hội đi qua rồi thì duyên bị cắt đứt muốn tu một ít phước cũng không có cơ hội để tu bằng nói xem loại người đó có đáng thương hay không chúng ta thường xem thấy trên phật kinh kẻ thật đáng thương chúng ta phải nghĩ nhiều đến ý nghĩa của câu nói này căn thân của Như Lai Một chính là ba Ba chính là một Cái ba này là nói Ba thân, pháp thân, báo thân, ứng thân Cho nên Tướng của các ngài là đại viên mãn chúng ta xem ở đoạn vừa mở đầu của Kinh Địa Tạng chúng ta liền xem thấy Đại Quang Minh Dân phía sau lại nêu lên 10 loại thứ nhất chính là Đại Viên Mãn căn thân của Phật triển hiện ra là Đại Viên Mãn nếu như chúng ta niệm Phật giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Bốn câu này Mỗi người chúng ta đều có phần Năng ư niệm khoảnh Trụ vô lượng ước kiếp Thân cập chư canh, Vô hữu tăng giảm a di đà Phật như vậy Thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi một người giảng sanh Cũng đều như vậy Sức không thể nghĩ bàn Hôm nay thời gian đã hết a di đà Phật vòng Tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật